DBT là gì? Nghệ thuật chất chữ đỉnh cao của Zimmer Duy Nguyễn. Giải mã tên gọi BBT. BBT là cụm viết tắt của Bodybuilding Technique. Bodybuilding là thể hình. Technique là kỹ thuật. Mỗi từ ngữ đều mang một ý nghĩa thiêng liêng đối với CEO Duy Nguyễn. Building là xây dựng cơ bắp theo nghĩa gym, nhưng có thể hiểu là tòa nhà trong khái niệm kiến trúc. Duy Nguyễn kết hợp 2 trong 1 để tạo nên 4 trụ BBT Building hay Duy Nguyễn Tower lẫy lừng như ngày hôm nay. Ngay từ khi nuôi mộng khởi nghiệp, Duy Nguyễn đã đặt mục tiêu xây dựng những trụ nhà chuyên biệt về gym và fitness. Đây là ý tưởng đầu tiên tại Việt Nam, độc quyền có từ những năm tháng Duy Nguyễn còn trẻ đã thực hiện được. Tất cả BBT Building đều được thiết kế trên bản vẽ tỉ mỉ, sàn kết cấu kiên cố, chống rung lắc và được trang trí bắt mắt, tạo nên những công trình phòng gym đẳng cấp nhất nhì Sài Thành. Technique không đơn giản là kỹ thuật tập luyện thể hình để có body đẹp, mà còn là kỹ thuật dùng thể hình. Vậy kỹ thuật dùng thể hình là gì? Chính là lấy gym để kinh doanh, thành công bước vào giới doanh nhân thực thụ. Duy Nguyễn thực sự đã đạt được kỹ thuật thể hình đỉnh cao. BBT chính là minh chứng. Đặc biệt, chữ technique có nghĩa là kỹ thuật, còn là cách Duy Nguyễn gợi nhớ về nghề IT và máy trường Đại học Quốc gia Sài Gòn, khoa kỹ thuật anh từng học. BBT SG, cách chơi chữ đầy tinh tế của Zimmer tri thức Duy Nguyễn. BBT còn có một tên mở rộng khác là BBT SG, được hiểu là BBT Sài Gòn, thủ phủ chính tọa lạc tại thành phố giàu nhất và phát triển nhất Việt Nam. Một ý nghĩa thứ hai rất tinh tế của BBT SG đó là bao quát toàn bộ lĩnh vực hoạt động của công ty. SG chính là Supplement and Gym, hay lĩnh vực xương sống trong ngành gym đó là kinh doanh thực phẩm bổ sung, máy tập thể hình và vận hành chuỗi gym center. Điều thú vị mà bạn có thể biết thêm BBT chính là Boy Bến Tre, khái quát nhanh chóng về CEO Duy Nguyễn. Một thanh niên vùng quê nghèo Bến Tre đã thành công vang dội nhờ nhận thức đúng đắn, đủ tầm nhìn chiến lược về gym. Phân phối thực phẩm bổ sung thể hình và mạng lưới trung tâm gym THOL lớn nhất Việt Nam. BBT, anh cả tiên phong ngành gym và supplement. Duy Nguyễn, BBT Founder.